Facebook thiếu kiểm duyệt để tem đo úp ảnh bôi nhọ bác, mong anh Duy giải thích với. Nó đâu kiểm duyệt gì đâu em. Thứ nhất á, thật sự với em nói cái cuộc chơi á, chơi là chơi, chứ bây giờ mà em kêu thằng Facebook nó kiểm duyệt, xin lỗi nó không bao giờ nó kiểm duyệt đâu. Có ảnh hưởng tới nồi cơm nhà nó không, nó kiểm duyệt chắc chắn là không kiểm duyệt rồi. Nên cái cuộc chơi này là có hai cách để mà chơi. Sáng giờ anh đã có đọc cái vụ này nhiều rồi, không phải đọc nhiều mà nghe nói nhiều thôi chứ cũng không tìm hiểu. Anh có vô coi sơ sơ hình, tức là cái hình nó zoom từ một cái bậy bạ ra một cảnh bát, đúng không? Phải em đang nói tấm hình đó không? Thì tấm hình này có người nói ở cái nguồn của một Facebook, có người nói cái nguồn của một tên đo tên nô tên tiết gì đó, đại loại là vậy. Mà cũng có người tìm ra được luôn cái thằng mà nó úp cái hình đó rồi má, và cũng đang kêu gọi là report cái bay của cái thằng úp hình luôn. Nó những cái hiện tượng đó là có report xong, còn chỉ cách report luôn, viết mail luôn, gửi tới địa chỉ email này, nội dung tiếng Anh là vậy 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 luôn. Hình như là bên bay học viện phòng chống phản động làm á, thì các bạn có thể vô trong đó các bạn làm theo nó. Thì cái việc làm theo như vậy nó có tác dụng hay không, nó là những gì tất cả các bạn có thể làm, thì các bạn nên cho nó một cái email vậy đi. Thì khi mà email vậy á thì nó sẽ giải quyết được cái bề ngọn. Bề ngọn là gì? Bề ngọn là giống như nó thể hiện cái quan điểm của một cái nhóm cộng đồng không đồng ý về cái bức hình đó, và làm cho cái thằng chủ úp hình đó, nó vi phạm vào cái điều lệ cộng đồng của cái mạng xã hội nó tham gia. Có thể nó bị ăn một gậy, hay nó ăn hai gậy, nó ăn ba gậy chị nó không biết. Nó cái đó là cái bề ngọn nha. Người dân và mạng xã hội chỉ làm được cái bề ngọn, và người dân mạng xã hội còn làm thêm được một cái nữa, đó là gì? Dấy lên dư luận, dấy lên dư luận để cho báo chí và nhà cầm quyền người ta biết. Theo Duy á, theo Duy thôi nha, là không nên dừng ở đó. Dừng ở đó thôi nó chưa đủ. Cái tội của thằng Khứa đó, đó là cái tội nó vi phạm luật an ninh mạng Việt Nam. Nó vi phạm luật an ninh mạng Việt Nam nha các bạn. Đó là nó bôi nhọ lãnh tụ, sử dụng không gian mạng để tuyên truyền, quảng bá, xúc phạm, bôi nhọ lãnh tụ của nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam. Thì cái này á, là phía nhà nước có thể sẽ làm tiếp, anh không biết có làm hay không làm nha. Anh chỉ chia sẻ một chút xíu thôi. Đó, phía nhà nước sẽ làm tiếp. Tức là biết được cái thằng Khứa đăng tin account đó, con người đó ở đâu, ở đâu, ví dụ như bên Cali đi, ở bên Cali, thì bây giờ mấy bạn sẽ nói rằng thằng Khứa đó bên Cali giờ Việt Nam làm được cái con khỉ gì nó. Nó đồng ý. Không làm được không nghĩa là không làm. Không làm được không nghĩa là không làm. Đó, cái tội này thì nó cũng là cái tội, tội nào chắc là tội đúng không bạn? Bạn tội khủng bố cũng là tội, mà tội giết người cũng là tội, tội buôn ma túy cũng là tội. Mà giờ bạn có tội vi phạm được an ninh mạng cũng là tội thôi. Nó cho nó report mày bên Cali đúng không? Quất qua lãnh sự quán Mỹ. Lãnh sự quán và đại sứ quán ở Hà Nội đi chơi mà đại sứ quán ngoài Hà Nội luôn. Khỏi mày cái nè, công dân mày vi phạm luật của tao nè. Đó, công dân của mày vi phạm luật của tao nè. Để làm chi? Cho nó biết. Bước đó thì dân không thể làm. Bước đó phải nhà nước là bắt được nó hay không chắc khó, nhưng mà report một cái để cho lãnh sứ quán biết, an dân mày phá nước tao nè, thằng dân mày hổng nè, con cho biết dân này nè, nghe tên tuổi đàng hoàng, location nằm đây nè, và để làm chi nữa. Xong rồi điều tra tiếp, lúc này có được cái cây report này, dân mạng đánh tiếp một cú nữa, biết đánh cú gì không? Lúc đó đó dân mạng sẽ biết được thông tin thằng Khứa đó đăng tin đó, nó là con người gì, mày có phản động hay không, mày ép máy mày đời bao nhiêu. Lúc này cả trăm lối đánh, lúc này cả trăm lối đánh nha. Tới đó đi chỉ tiếp. Bên Mỹ nó không có rảnh điều tra đâu, Mỹ nó còn thích. Ủa đâu cần điều tra, tao gửi cho mày cái thông báo, tao đâu kêu mày điều tra gì đâu. Tao gửi mày cái thông báo thằng Khứa đó ngày tháng năm sử dụng cái máy chủ nằm ở đâu, địa chỉ IP bao nhiêu, tải tấm hình đó lên, mà tải tấm hình đó lên phát tán trên mạng. Ok, tao chỉ gửi cho mày thông báo tao đang chửi nhân mày á. Tao đâu kêu mày điều tra, tao đâu cần mày điều tra, tao đâu kêu bắt nó đưa tao đâu. Tao đâu cần làm chuyện đó. Hợp lý không? Nhưng mà tao chỉ nói cái thằng tội phạm nó vi phạm luật của tao đang ở nước mày đó, vậy thôi. Mày hiểu sao hiểu kệ, mày dục xót rác cũng được nữa. Cái đó là cái thông lệ ngoại giao bắt buộc phải có. Hiểu không? Bắt buộc phải có. Rồi sau này lỡ thằng đó nó qua Thái Lan tự nhiên nó đi không về á, tao hiểu rồi. Đúng không? Lỡ thằng Khứa đó tự nhiên nó đi du lịch qua Thái Lan mà nó có đi mà nó không về, đi lạc đòn đồ. Đó, rồi xong rồi vài bữa sau nó về Việt Nam đầu thú, ăn năn hối lỗi đồ, vậy thôi. Vậy thì tới lúc mà nó về Việt Nam ăn năn hối lỗi á thì lãnh sự quán làm gì?
đúng không, miếu máu sinh tha thôi, giờ xử khoan hồng đi, hai nước mình ngoại giao đồ ABC, Việt Nam xử khoan hồng nha. Ok, tao nãy mày đó, tao nãy mày đó, tao bắt nó rồi đó, mày ký tên nhận tội đi ba. Nè cái đơn xin xin khoan hồng tao viết sẵn rồi nè, mày đọc rồi mày ký luôn, mày không có biết cái gì hết. Rồi chưa kể còn đổi chát nữa, nhiều khi đổi chát làm sao, hiểu không? Ví dụ có thằng ngoài kia quậy quá, tao thả này cũng được nữa, tao hút tao xúc kia nha. Mỹ phải chịu, lúc này mày cành cao cái gì, thôi kệ mẹ, hy sinh thằng kia đi, cứu này cái đã, ví dụ vậy. Làm mà làm được vậy thì mấy thằng nói xấu nhà nước mà ở nước ngoài chắc gì đã hết, làm sao không hết, kệ nó, mình cứ làm đúng chuyện của mình thôi chứ mắc khỉ gì phải hết không hết, đúng không? Giống giờ tôi liệt vô tổ chức truy nã, liệt vô tôi lộn truy nã gì cái tổ chức khủng bố, cứ treo cái án trên đầu mày vậy đó, thằng bị án nó mới sợ chứ mắc gì mình làm việc đó mình có bị lỗi gì đâu, đúng không? Cứ treo cái án trên đầu vậy thôi, bữa nào đi đâu đó lạc lạc có đi không về được. Trời đất ơi, cái đó là cái gì, cái đòn cấm vận từ xa. Bạn phải hiểu không? Một là cái đòn cấm vận, hai là cái đòn danh dự, danh nghĩa. Mình đánh vô tính chính danh. Mày hiểu gì mấy ông, chán mấy ông non quá. Mấy ông cứ nghĩ là bây giờ bắt người ta bỏ tù mới là được hả? Không cần. Nhiều cái lắm. Đó, quốc vô tính chính danh. Để đưa pháo cho người khác ta làm tiếp. Án treo thì treo, chứ lâu năm rồi cũng trôi vào quên lãng. Sao trôi được mày, giỡn chơi hoài. Cái chuyện mày không có nắm trong tay thì mày không quyết định được. Thí dụ như một ngày nào đó chính sách giữa Mỹ Việt Nam nó thay đổi, nó trao trả tù nhân cái một chết mẹ luôn, mày lấy cái gì mày ra mày khẳng định là nó không có? Rồi cái cuộc đời của mày đang trong lúc trẻ trâu, mày ngồi mày làm cho nhiệt tình vô, vài bữa sau tự nhiên say nắng con nhỏ nào ở Việt Nam muốn thay đổi quan điểm đồ, muốn hoàn lương đồ, muộn rồi con, đúng không? Về tới sân bay tao sẽ nhứt con nhỏ kia nó vô tù nó thăm mày. Trời ơi trời, mình là gì? Mình là người Việt, đúng chưa? Mình nói tiếng Việt mà nước Việt Nam này bây giờ ai làm chủ? Chỉ chừng đó thôi. Đâu có thế, đã thấy thế yếu thế khó rồi bị đặt gáy. Ừ chờ đi, mặt trời mọc hướng Tây rồi có vụ đó. Chờ thì chờ thôi, vụ đó có xảy ra không xảy ra, dân Việt Nam vẫn ăn ngon ngủ kỹ. Đúng không? Còn cái thứ dân kia chờ rụt xác, rụt xương nơi xứ người, chết rồi nằm xuống cái mồ phải tốn tiền mua đất, tốn tiền mua đất phải tốn tiền mua bảo hiểm cho miếng đất, đóng tiền cho nghĩa trang hàng tháng. Cuộc chơi này ai chơi, ai lời ai lỗ, đúng không các bạn? Tôi hỏi bạn, cuộc chơi này ai lời ai lỗ? Đó, một ngày trôi qua các bạn, có người nhà, có người thân, có gia đình, có xã hội, có Duy Nguyễn live stream, sau này lấy chồng lấy vợ, đẻ con đẻ cái, ngôi nhà và những đứa trẻ, già chút xíu nữa thì làm ông của những đứa cháu. Chơi là chỉ có lời thôi, không có lỗ, đúng không? Thời gian là một chiều, hai bên đều chờ, nhưng mà kết quả nó sẽ khác nhau. Anh Duy, anh Phúc Mập nói người nước ngoài ở Việt Nam nói tiếng Việt và hiểu văn hóa Việt hơn, đáng là người Việt hơn, hơn cùng dòng máu người Việt mà không biết nói tiếng Việt, không hiểu văn hóa Việt Nam. Ông nói vậy là ông chửi cha thằng kia rồi chứ còn gì nữa, đúng không? Ông Phúc Mập mà ông nói vậy là ông chửi cha thằng kia rồi. Mấy cái đài RFA, VOA, BBC tiếng Việt có được Mỹ chống lưng không Duy? Thật ra tôi không nghĩ là Mỹ nó chống lưng. Thật ra tôi nghĩ Mỹ nó coi đây mẹ mấy công ty company nhỏ nhỏ muốn làm nó làm, chưa vi phạm luật pháp nó là thôi, chứ tôi nghĩ nó cũng vô thưởng vô phạt thôi. Nhiều khi lâu lâu ngày xưa từng cá nhân từng này từng kia có viện trợ tiền cho nó, chứ tôi nghĩ ở đó không phải không có nằm trong chính sách của Mỹ, chuyện đó nó không có lớn để nằm trong chính sách của Mỹ. Lý Tống là ai vậy anh Duy? À, Lý Tống trong cái bài Hận Kali á, thì nó nói là Lý Tống người đàn ông mặc váy, vừa leo tri thức rộng, Duy Nguyễn hàm hồ khi đam anh leo, ha ha ha. Nói chung á, mày, tao nói thiệt với mày, mày về mày khóc cho anh leo của mày đi. Anh leo của mày ngày trước cũng bình yên lắm, tự nhiên đụng hai chữ Duy Nguyễn giờ nó tập như vậy đó, thấy chưa con? Cái này không lẽ tao nói mẹ đụng sai đối tượng chứ thiệt á. Mặc dù tao không làm gì anh leo mày hết á. Nó tao không làm gì anh leo mày chứ, mà tự nhiên anh leo mà đụng hai chữ Duy Nguyễn tới giờ đó vậy đó. Mày thấy không, cái kiếp tồn tại của anh leo mày cách đây 7 8 năm có bị gì đâu, đúng không? Cuộc đời phản động thăng tiến ầm ầm. Tự nhiên không biết dạo lần này sao xui hay sao, sự trùng hợp ngẫu nhiên mà đó, tự nhiên anh leo của mày bật coi, ai bật coi thì bật coi với Diêm Chúa đó. Xong rồi bị thứ nhất là máy bay nó gõ cho vài cái, rồi xong rồi giờ báo Nhân Dân cho hai bài, VTV cũng cho vài bài đó, xong anh leo của mày đẩy cái mồm đi hơi xa nữa, giờ kiện tụng sao rồi,
đúng không, đã kiện tụng mà đi xin tiền nữa, thật sự với mày luôn á. Mày về mày mày tham mưu lời cho anh Leo của mày đi, chứ anh Leo của mày đi một những cái nước cờ mẹ tối nhất cuộc đời luôn, bao nhiêu người không đụng đụng tao làm gì. Cái gì dưa leo không bị giang hồ kiếm mà duy bị giang hồ kiếm. Ủa vậy mày mày nói là những người kiếm tao là giang hồ hả? Vậy mày nói những người kiếm tao là giang hồ đó hả con?